Xin mời các thầy cô tham quan tiếp một khóa học đã được sử dụng để bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở tỉnh Nghệ An trong 2 năm vừa qua. Khóa học này đã được áp dụng để bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho khoảng gần 1.000 giáo viên tiếng Anh, chia ra thành rất nhiều các lớp. Và cái mô hình học là như thế này, các thầy các cô giáo sẽ tập trung về một điểm bồi dưỡng của Sở Giáo dục Nghệ An và được hướng dẫn trong một ngày duy nhất về cách sử dụng hệ thống, cách gọi là truy cập và các cái tài liệu học, rồi sau đấy là họ sẽ có 2 tháng để hoàn tất khóa học. Thì cái cấu trúc tổ chức của khóa học là nó giống như những cái nội dung mà tôi hướng dẫn cho các thầy các cô đấy, thì nó có các cái diễn đàn, nhìn cái format này thì các thầy các cô cũng quen rồi. Rồi sau đó xuống dưới thì chúng ta thấy nó sẽ có từng cái topic một, và thì nếu mà để ý các thầy cô sẽ thấy là cái layout này nó cũng giống cái format của cái khóa học, 3 khóa học trước trên Coursera mà tôi đã giới thiệu. Đó nào, tức là gì, có video này, đó nào, rồi sau đó các tài liệu đọc này, diễn đàn thảo luận này, và nó còn có thêm các cái mục quiz hay là bài tập. Đấy. Thì bắt đầu xuống dưới này thì chúng ta thấy cấu trúc nó rất là rõ, tức là nó có là tên của chương này, có các cái video dạy học này, đây, rồi các cái video này đó thì để cho nó cũng cũng tiện và đơn giản, thì nó chủ yếu là được nhặt lại từ trên internet, chứ nó cũng chưa phải là các video mà chúng tôi sản xuất trong studio, cũng có nhưng mà chúng tôi không sản xuất nhiều. Đấy, thì ở đây này các video này, rồi sau đó là các tài liệu đọc, rồi đến các cái mục thảo luận, và sau đó giáo viên sẽ được làm các cái bài kiểm tra. Đây các anh các chị thấy là tới đây là đã có hơn 1.000 lượt làm cái bài kiểm tra này, tức là cái số lượng người học nó cũng đâu gần gần 1.000 đấy. Thì cái bài kiểm cái hay của cái hệ thống chúng ta đang sử dụng là nó cho phép mình tạo ra được rất nhiều các cái câu hỏi khác nhau. Cái dạng quiz mà chúng ta có thể tạo được ở trong hệ thống này nó rất là đa dạng. Chứ còn trên các cái hệ thống như là của Edumon, của Coursera, của Udemy thì nó chỉ có cho tạo được chủ yếu là câu hỏi dạng true false hay là câu dạng trắc nghiệm ABCD mà thôi. Đấy, rồi bây giờ kéo xuống nữa thì cái cấu trúc nó cũng tương tự, là gì, có tài liệu đọc, có video, có diễn đàn thảo luận và có bài tập. Đấy, tài liệu đọc này, có video này, có các bài tập, và cuối khóa thì có cái phần đánh giá bồi dưỡng cuối khóa, cái phản hồi của các giáo viên tham gia các khóa học này là họ cũng cái độ hài lòng khá là cao đấy. Đây này, ví dụ như các anh các chị thấy rằng các cái chuyên đề bồi dưỡng ở đây họ đánh giá khá là tốt, rất là, nói chung khóa học này nhận được khá là nhiều lời khen ngợi từ phía giáo viên. Thế thì cái format của khóa học như thế này tôi nghĩ là các anh các chị hoàn toàn có thể làm theo được, đơn giản đúng không nào? Đấy, những cái video hướng dẫn để làm cái label như thế này nè, tạo tài liệu đọc này, đưa video vào này, làm diễn đàn thảo luận nè, rồi tạo các cái bài thực và các bài quiz này, đưa file lên thì chúng ta đều đã biết rồi.